Alo, xin chào tất cả mọi người. Mình đã quay trở lại và lại chơi tập game Smart Cantin. À, chúng ta bắt đầu chơi. Bắt đầu nào, cần thêm bay xe vượt nhà. Lấy đà đó rồi mới đi được, không là lại rớt xuống ngay. Bay nào. Đâu no. Mình đã cố phanh lại mà không được. Nào lại nè. Tiếp tục nào. Bay. Oh yeah. Thank you.
sai sót một tí là phải đi lại từ đầu, rất là bất công. Bay nào. Rồi. Bay con đầu tiếp tục chiếc xe đã cực kỳ tàn nát rồi. Oh no, thế mà không qua được, tiếp tục lại nè. Qua được nhỉ. Tiếp tục. Phải qua được. Bay. Rồi. Ho. No. Cửa này chơi khó quá đi. Tiếp tục nào. Đâu khó quá thế nhỉ. À, chúng ta lại tiếp tục nào. Cái này phải khắc phục được. Hơi bị cay rồi đấy. Qua được không? No.
ạ, tiếp tục đây ạ. Mình sẽ tập được video đây, chơi cay quá, không thắng được.